Cái này nó gọi là cái gì vậy? Dạ Cái này khu này nè, bên kia là bên đời vậy đó. bên đờ, còn cái khu bên kia Thì qua bên mới bên bên mới là kêu lần kêu là cái gì thành phố không ngủ à, không ngủ thức sáng đêm. cái này hai cái mới hết phải không? Dạ này mới này rồi mới nói mới 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 khai trương là 21 á, 21 Tây. Còn cái này khai trương trước đó hả? Dạ. Quên đờ, còn bên kia không ngủ. Ngủ nhưng mà nó kêu tiếng Anh rồi quên rồi. Nhưng mà bên đó là Tụi lên bán đồ nó nhặt nhặt nước đồ nó cho mình vô khỏi không có cấp vé. Vô ăn uống. uống tốn tiền chứ, Dạ. uống là tư nhân mà Dạ, nó cho người ta mướn chỗ tao bán cái gì nó gì. ha. Nó phải mà cái nhà đó cũng phải bộn. Dạ, nó chưa có gì trong đó chứ. Mình mua về mình mới làm lại. Này bệnh viện này không? Dạ, bệnh viện Bệnh này. viện này có ai vô? Khó, chụp mắt lắm. Viện quốc tế mà. Để mẹ dân đồ vô rồi ha. Còn bên đây Bên đây sao mà đi Thịt thú ở trong á. à, như, Coi thú. nhưng mà ở ngoài này nè. Tại đâu kêu gì đâu. À, đây sao mà đi nè. Đây trọng 4 cây số nữa. Còn cái này là vô cái đầu tiên rồi phải không? À, vô sảnh cô gì Em ấy còn đánh chỗ đánh bài nữa là casino. cái này đó hả? Dạ này quẹo vô. Nhưng mà mày có gì không? Mày quẹo vô cái coi có gì không? Được không? Không, mình vô không mua vé. Không, mày đi vòng vòng ngoài thôi chứ vô không chi? Được Ngoài cũng không có gì chứ á. Ngoài nó đóng cửa lại đâu cho mình vô. Chỗ đó thì ăn uống đóng cửa lại như Chứ là không mày đi đi xung quanh là không thấy à? dạ thấy lộ gì không chứ không có người còn ta. còn còn cái này mày đi vòng vòng xung quanh được không? Được mà nó không cho mình chạy xe vô tới đó là nó vô cái bến đậu rồi. Không, Được. mày chạy một vòng mà, À, chỗ nào chạy được á hả? dạ. Rồi cái giờ mày trở trở cái đầu chỗ nó đầu đầu vô hả? Biết cho biết chỗ này mới đây phải không? Chỗ nào nó cho chạy chạy cái gì vậy đó chứ đừng có chạy chỗ nó cấm thôi. Đây nó chạy đâu mà đây chạy vào biển mà không thì giờ chỗ này chạy nữa nó cho mình nó chạy vòng vòng vậy đó tới quả nó chặn mình lại rồi đâu có cho chạy đó là chặn ra ngoài chứ đâu có được vậy đó nữa. Cái gì rồi chạy chạy chỗ nó đi như cái chỗ bắt vừa phải vô nó ha. Dạ, nó đâu cho mình chạy. Đó. Không vậy mày vô cổng vậy đó. Cũng như mình ở ngoài mình vô mình bỏ khách đại bỏ chỗ nào. Rồi đó, chỗ khu đó đó rồi có xe điện nó chở mình vô chỗ. Thêm đằng này đó hả? Dạ. Này vô chỗ hả? Dạ, xe điện nó chở mình vòng vòng giống. À. Là chỗ đó đó. Dạ. Chứ không phải cổng hả? Không, có chỗ chạm xe. À, chỗ chạm xe hả? Đây cũng chỗ mà. Cái trạm nó bắt đầu ở đâu? 2-3 trạm. Rồi, quánh lại đi. Rồi, đó thì vô đó. Không được, nó không cho hả? Cho. Cho không? Thấy xe đậu bên đậu chứ. Vậy hả? Nó không cho, mà nó tính. Đó, nó gần, nó đẹp lắm, mình nó nhưng như mày bên đó có trạm xe không? Có mà chú đi vòng vòng gần à. À vậy hả? Nó có bến xe mình muốn đi không nổi mình lại cho anh trạm xe mình ngồi mình đợi. À vậy được rồi, tới đây được rồi. Đồ mẹ rộng quá ha, để bước qua cái gì ha. Dạ rồi.